Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đại biểu, hôm nay tôi rất là cảm ơn Hội Hô hấp Hà Nội cho phép tôi trình bày một cái chủ đề mà gần đây tất cả các bệnh nhi, đặc biệt ở Hà Nội mà bệnh nhân rất là nhiều, đó là vấn đề về điều trị viêm phổi do vi khuẩn đường điển hình. Từ trước đến nay thì chúng ta hoàn toàn quan tâm đến nhiều vấn đề là điều trị viêm phổi do vi khuẩn điển hình như là Haemophilus influenza, như là phế cầu, Molassella catalyst. Nhưng mà sau đại dịch COVID thì những cái nguyên nhân trước kia thường không gặp thì bây giờ nổi trội rất là nhiều và người ta cũng đang không hiểu lý do tại sao lại như thế. Và hôm nay xin phép được trình bày vấn đề là cập nhật điều trị viêm phổi do vi khuẩn không điển hình. Thì chúng ta cũng biết là viêm phổi do vi khuẩn không điển hình là tình trạng nhiễm trùng do các cái vi khuẩn không điển hình. Thế nào là vi khuẩn không điển hình? Là những vi khuẩn mà không bắt vào nhuận gram bằng pháp thông thường. Và chúng ta thấy là vi khuẩn không điển hình là một cái gì rất là đa dạng, nó không cụ thể một tên nào cả và nó có nhiều chủng khác nhau. Nhưng chúng ta có ba chủng phổ biến hay gặp nhất, đó là Mycoplasma pneumoniae, là Clamidophila pneumoniae và Legionella pneumophila. Đấy là cái ba chủng hay gặp nhất, đặc biệt hay gặp nhất là Mycoplasma pneumoniae. Thế thì về nguyên nhân viêm phổi thì tự nhiên tôi nói trong đầu, từ xưa đến nay chúng ta tập trung chủ yếu nhiều vấn đề về viêm phổi vi khuẩn thì đấy là nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm ở trẻ em và đặc biệt gây tử vong. Nhưng nếu chúng ta nhìn phân bố bệnh ở trẻ em và phân bố theo nhóm tuổi, ta thấy là này, ở cái bảng mà giữa ở trung tâm cái hình này, chúng ta sẽ nhìn thấy là cái nguyên nhân viêm phổi thông thường ở trẻ em là đến 28% là nguyên nhân vi khuẩn. À, chúng ta có biết 22,5% là nguyên nhân vi khuẩn không điển hình, mà điển hình là Mycoplasma, khoảng 18% là nguyên nhân virus và khoảng 3% chúng ta không xác định nguyên nhân. Tuy nhiên đây là phân bố chung của trẻ em, nó sẽ khác nhau tùy từng nhóm tuổi. Ví dụ nếu ở nhóm dưới 1 tuổi thì đến 40% là vi khuẩn điển hình, chúng ta có 23% là virus và vi khuẩn địa không điển hình thì có một nhóm rất nhỏ và ở chủ yếu ở nhóm này là Chlamydia trachomatis chiếm khoảng 9%, và phần nhỏ là Mycoplasma. Lớn hơn một chút chúng ta sẽ thấy là cái nhóm ở khoảng 1 tuổi thì chỉ có 32% nguyên nhân là do vi khuẩn, rồi 27% là virus và vi khuẩn điển hình chiếm khoảng 6%. Nhưng ở nhóm lớn hơn một chút, nhóm 2 5 tuổi, chúng ta sẽ thấy là 28,7% là vi khuẩn điển hình và 25,2% là vi khuẩn không điển hình. Và đặc biệt là trẻ trên 5 tuổi, nhóm trên 6 tuổi thì ở đây thì vi khuẩn điển hình là chỉ còn 8% và vi khuẩn không điển hình chiếm đến 62%, cộng với 6% là kết hợp giữa Mycoplasma và virus. Như vậy thì vi khuẩn đường hình có xu hướng trẻ ngày càng lớn thì lại càng nhiều trẻ mắc viêm phổi với không điển hình. Mà nếu xét về nguyên nhân vi khuẩn riêng, chúng ta cũng biết là có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như là vi khuẩn điển hình, không điển hình, virus, rồi vi nấm. Thì ở đây chúng ta sẽ xét nhóm nguyên nhân theo vi khuẩn điển hình gây ra phổi cộng đồng. Chúng ta sẽ thấy là nhóm vi khuẩn không điển hình chiếm khoảng 22%, phế cầu chiếm 34%, Haemophilus và Molassata catalyst khoảng 15%. Và chúng ta biết là vi khuẩn không điển hình là một tập hợp của rất nhiều nhóm như Legionella, Chlamydia, Mycoplasma. Thế thì các nhóm nguyên nhân này chúng ta đã phân bố tuổi khác nhau, nó lại còn phân bố theo cái đơn vị điều trị khác nhau. Ví dụ nếu ở điều trị ngoại trú thì chúng ta thường gặp là gì ạ? Là Streptococcus pneumoniae, tức là phế cầu, là Haemophilus influenza, là Molassella catalyst. Thì không điển hình cũng là ba chủng chúng ta vừa nói là Mycoplasma, là Chlamydia, là Legionella. Thì ở bệnh nhân điều trị nội trú nhưng không phải là nặng gọi cấp cứu thì tương tự, nếu điển hình chúng ta có phế cầu, chúng ta có Haemophilus influenza, chúng ta có Molassella catalyst, chúng ta có vi khuẩn gram âm, thì ở không điển hình nếu chẳng nội trú thì bệnh nhân nặng thường là Legionella, là Mycoplasma và Chlamydia pneumoniae. Còn nếu bệnh nhân nằm nội trú như ở khoa hồi sức thì những nguyên nhân phế cầu, nguyên nhân tụ cầu vàng, Staphylococcus aureus, rồi là Haemophilus influenza và vi khuẩn gram âm, thì vi khuẩn không điển hình ở khoa nội là Legionella pneumoniae và có thể gặp một số ít trường hợp Mycoplasma với các biến chứng ngoài phổi. Thế thì chúng ta biết là tại sao gọi là điển hình và không điển hình. Chúng ta cũng biết là một con vi khuẩn toàn diện thì nó gồm có cấu trúc là gì ạ? Có phần vỏ này, sau nó có cần màng tế bào này, sau có nguyên sinh chất này, chúng ta có những ADN để sinh ra này, nhân tế bào này, có các ribosome để nuôi dưỡng, để sinh ra protein. Thì vi khuẩn điển hình nó lại không có cái vỏ, nó chỉ có cái màng bọc ở bên ngoài thôi, màng bọc bên ngoài. Nhưng nó cũng có cấu trúc là cũng có ADN, cũng có cái bào tương và nó càng sinh sôi phát triển là một cái vi khuẩn độc lập. Nhưng vì nó chỉ có màng mà nó không có cái vỏ ở bên ngoài cho nên nó không sống độc lập được.
nó phải chui trong lòng tế bào khác và nó nằm, thế nên nó gọi là vi khuẩn không điển hình. Một vấn đề thứ hai nữa là kích thước nó nhỏ rất nhiều so với vi khuẩn điển hình. Chúng ta trên hình đây chúng ta sẽ thấy ở cái hình bên trái của tôi là chúng ta sẽ nhìn thấy là cái hình viêm phổi do phế cầu là những chùm cái vi khuẩn điển hình, nó sắp xếp thành từng đám, là nó có nhân, nó có vỏ đàng hoàng. Thì ở hình bên phải là mycoplasma, chúng ta sẽ thấy là những cái vi khuẩn này nó nằm nội bào bên trong các tế bào, như thế này, nằm nội bào bên trong các tế bào này thì chúng ta không nhìn thấy. Chính vì thế mà chúng ta quận gram chúng ta sẽ không bắt được cái vi khuẩn này. Và chúng ta thấy là như vậy là hai con này đều có cấu trúc vi khuẩn nhưng mà cấu trúc của nó khác nhau. Một nhóm điển hình là đường kính lớn hơn, kích thước từ 0,5 đến 0,8 mm, có vách làm từ peptidoglycan và bắt màu nhuộm gram dương hoặc âm, và nó có phân chia về phân tế bào, phân đôi tế bào thành từng chùm một, và nó sẽ tương hỗ nhau, ký sinh hoặc tiêu diệt nhau, và nó có thể nuôi cấy bằng môi trường thông thường. Tuy nhiên không điển hình như chúng ta đã nói, nó nằm nội trong tế bào cho nên kích thước rất là nhỏ, nó chui được vào tế bào chỉ có 0,1 đến 0,3 micromet thôi, không có vách, và chính vì thế nó cũng không bắt màu gram và bắt buộc phải ký sinh vật chủ mà chúng ta phát hiện ra bằng nuôi cấy trong một môi trường đặc biệt chứ không phải nuôi cấy bằng môi trường lượng gram thông thường. Thế câu chuyện là vì cái đặc biệt của nó như thế cho nên cách điều trị của nó cũng rất đặc biệt, nó không giống như cái vi khuẩn điển hình khác. À, chúng ta cũng biết là đã là vi khuẩn phải điều trị bằng cách kháng sinh, nhưng kháng sinh trong điều trị vi khuẩn điển hình và không điển hình là hoàn toàn khác nhau. Nếu điển hình thì chúng ta chọn những kháng sinh theo kháng sinh đồ thông thường, chúng ta có gì ạ, cái nhóm beta lactam, chúng ta có nhóm cephalosporin. Thì trong cái vi khuẩn không điển hình lựa chọn hàng đầu là nhóm macrolide, và nếu ở trẻ không nặng thì chúng ta chọn đường rất thông thường là đường uống, còn trẻ nặng có suy thở chúng ta phối hợp các đường tiêm tĩnh mạch và kết hợp với chống suy hô hấp, và đa phần trẻ thì đều là có thể hồi phục hoàn toàn, trừ một số trẻ có những biến chứng ví dụ như là hội chứng Guillain-Barré, tổn thương thần kinh hay là Stevens-Johnson hoặc là tan máu thì các biến chứng nặng và có thể nguy hiểm tính mạng. Thế thì chúng ta nói một chút về cơ chế kháng sinh và tại sao người ta lại có nhóm Macrolide là tiêu chuẩn hàng đầu chứ không phải nhóm khác. Vì đặc điểm của vi khuẩn chúng ta biết là mỗi kháng sinh nó tác động vào một đoạn khác nhau của vi khuẩn. Nếu bình thường nhóm beta-lactam có đặc trưng là gì ạ? Nó tác động vào vách tế bào. Thì vì vi khuẩn nó lại không có vách cho nên vi khuẩn không có chỗ tác động, mà cái cơ chế của nhóm macrolide là gì ạ, là tác động đến các thụ thể 50 của ribosome để quá trình sinh protein. Cho nên chúng ta thấy là những cái vi khuẩn mà những kháng sinh nó tác động được lên trong nội bào của vi khuẩn, ví dụ như nhóm macrolide, ví dụ như nhóm tetracycline, ví dụ như nhóm quinolone mà tác dụng vào các ADN này, thì nó có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn không điển hình, chứ còn nhóm beta lactam nó không được tiêu diệt được. Cho nên ta gọi là vi khuẩn không điển hình là kháng tự nhiên với nhóm beta lactam. Thế thì chúng ta biết là kháng sinh ban đầu điều trị cho mycoplasma, khi nào chúng ta điều trị, à, chúng ta cũng biết là vi khuẩn khó phát hiện ra, à, và khi mà có dịch tễ, nó có thể có dịch tễ thì một loạt đứa trẻ bị bệnh, à, thường là trẻ lớn trên 2 tuổi, nhưng khi trên lâm sàng ta có nghi ngờ chúng ta có làm xét nghiệm để mà tìm ra xét nghiệm này để mà, thì thường mất rất nhiều thời gian, một ngày thậm chí 3 ngày có xét nghiệm. Cho nên ta khuyến cáo ban đầu ta có thể điều trị ngay lập tức nhóm macrolide khi có nghi ngờ trên lâm sàng, và nhóm được chỉ định như nói macrolide hoặc tetracycline. Tuy nhiên nhóm tetracycline thì dạ, nó có do độc tính với xương cho nên là với răng, cho nên người ta thường khuyến cáo chỉ dùng cho trẻ trên 8 tuổi, và khi có hiện tượng kháng thuốc hoặc là bệnh nhân kháng trị ta chỉ định sang nhóm quinolone, và ta điển hình là fluoroquinolone là đối tác thay thế an toàn nhất. Như ta nói là những nhóm này nó tác dụng trong nội tế bào và nó tiêu diệt được vi khuẩn. Thế thì trong trong nhóm tetracycline chúng ta có hai nhóm là tetracycline và doxycycline. Tuy nhiên ta thấy là doxycycline thì đã liên kết với canxi thấp hơn và giảm độ khoáng hóa mô và giảm nguy cơ đổi màu ven răng. Vì thế ta khuyến cáo ở trẻ em thì nên dùng nhóm doxycycline và cũng thể sử dụng và thời gian dùng là ít hơn 3 tuần. Thế thì các khuyến cáo về vi khuẩn điển hình nó rất là lâu rồi. À, chúng ta có rất nhiều khuyến cáo, nhiều đồng thuận khác nhau. À, chúng ta hãy nhìn vào cái đồng thuận mà chúng ta thấy nhìn 2011 ở cái Hiệp hội truyền nhiễm của Mỹ, Clinical Infectious Disease của Mỹ, khuyến cáo cho trẻ dưới trên 3 tháng. Chúng ta thấy là macrolide được chỉ định để điều trị viêm ngoại trú cho trẻ viêm phổi tuổi lớn tuổi tiểu học đường và thanh thiếu niên nếu nghi ngờ viêm phổi cho không phải điển hình. Còn nếu mà nhân điều trị nội trú thì ta khuyến cáo phối hợp với một beta lactam, phối hợp với cả một nhóm không điển hình như là Mycoplasma pneumoniae hoặc là Chlamydia pneumoniae. Tại sao lại như thế? Bởi vì khi bệnh nhân đã nằm trong bệnh viện thì nó có thể phối hợp đồng nhiễm cả cái phần điển hình và không điển hình, và khi đó chúng ta có thể cùng phối hợp mà bệnh nhân lại bị nặng phải nằm nội trú, cho nên ta phối hợp hai nhóm cả beta lactam và cả macrolide.
Và chúng ta sẽ thấy là mặc dù có các nhóm khác nhau thì ta lại khuyến cáo điều trị theo từng nhóm khác nhau. Nếu nhóm mycoplasma, ta khuyến cáo những nhóm như macrolide, doxycycline và fluoroquinolone, đặc biệt ta khuyến cáo cụ thể là levofloxacin. Ở chlamydia, ta khuyến cáo doxycycline, macrolide, fluoroquinolone. Còn nhóm Legionella, ta phối hợp là một nhóm tương đối nặng gây nhiễm khuẩn do vi khuẩn có định hình tại bệnh viện, ta khuyến cáo dùng fluoroquinolone hoặc là macrolide, và trong macrolide thì ta khuyến cáo lựa chọn là azithromycin phối hợp với rifampicin. Thế thì ở Bộ Y tế chúng ta cũng có phác đồ điều trị. Từ năm 2014 chúng ta có phác đồ điều trị về viêm phổi do vi khuẩn không điển hình và được cập nhật vào năm 2016-2020. Và ta nói là cũng lựa chọn hàng đầu là nhóm macrolide, trong đó có azithromycin, chúng ta khuyến cáo là 15 mg trên cân nặng một ngày trong trong 5 ngày, hoặc clarithromycin 15 mg trên cân nặng một ngày chia làm hai lần dùng 10 đến 14 ngày. Và người ta lưu ý rằng mình phải dùng đủ liều, bởi vì nếu mình có sinh quá sớm thì sẽ nhiễm trùng tái phát và gây kháng trị. Và các liều điều trị, chúng ta sẽ biết là nhóm macrolide thì có rất nhiều thế hệ khác nhau. Nếu bình thường ta có thể khuyến cáo theo Hiệp hội điều trị viêm phổi của Mỹ năm 2019 thì có thể dùng là azithromycin liều 10 mg cân nặng một lần ở trẻ em, hoặc là uống hoặc đạm tiêm tĩnh mạch, hoặc là clarithromycin 15 mg cân nặng một ngày chia làm hai lần trong 7 đến 10 ngày, hoặc erythromycin 40-50 mg cân nặng. Tuy nhiên hiện nay erythromycin thì đang kháng thuốc khá cao. Nếu trẻ lớn có khả năng thì chúng ta có thể khuyến cáo dùng doxycycline 2 đến 4 mg kem một ngày, tiêm tĩnh mạch chia hoặc uống hoặc tiêm tĩnh mạch chia 1 đến 2 lần, hoặc tetracycline 25 đến 50 mg kem một ngày chia làm 4 lần và tối đa là 2 gam một ngày trong 7 đến 10 ngày. Đấy là câu chuyện phác đồ bình thường ai chúng ta cũng biết, nhưng câu chuyện bây giờ rất nhiều bệnh nhân chúng ta dùng, bệnh nhân vẫn còn sốt, chúng ta dùng rất là nhiều những trường hợp trước khi mà bệnh nhân dùng kháng sinh, trước đấy những cái viêm phổi thông thường, viêm mũi họng, viêm tai, chúng ta rất dùng rất nhiều nhóm macrolide rồi, và bây giờ ta nói rất nhiều khái niệm là mycoplasma kháng macrolide. Vậy những trường hợp đấy dấu hiệu là như thế nào và làm như thế nào những trường hợp bệnh nhân chúng ta nghi ngờ kháng macrolide? Chúng ta cũng biết đầu tiên thế nào gọi là mycoplasma kháng macrolide. Người ta nói là mycoplasma kháng macrolide là dùng để mô tả những đứa trẻ nhiễm mycoplasma còn sốt hoặc triệu chứng X-quang xấu đi sau khi dùng kháng sinh macrolide 72 giờ, và mình đã loại trừ những căn nguyên khác, bởi vì biết đâu bệnh nhân lại nhiễm trùng thêm một vi khuẩn điển hình vào, bệnh nhân lại nặng lên, lại không, hoặc là nhiễm trùng bệnh viện, thì đây không phải do mico mà lại do những nguyên nhân khác, thì chúng ta phải loại trừ những nguyên nhân khác, thì chúng ta gọi rằng là đây là bệnh nhân viêm phổi do mycoplasma kháng macrolide, bởi vì đã điều trị 72 giờ mà bệnh nhân vẫn sốt, triệu chứng lâm sàng xấu đi. Thế thì chúng ta cũng biết là vi khuẩn có rất nhiều cơ chế gây kháng thuốc, và đấy thứ nhất là như chúng ta vừa trình bày, đó là cơ chế kháng thuốc tự nhiên, tức là mycoplasma không có vỏ tế bào, cho nên nó đề kháng tự nhiên vào nhóm beta lactam và tất cả các cái kháng sinh tác động vào vách tế bào như là glycopeptide hay là ở nhóm phoxipin thì đều bị kháng hết. Và vì mycoplasma ký sinh nội bào cho nên đề kháng tự nhiên với những cái nhóm như là polysilin, như là sulfamide, nitromethoprim hoặc là linezolid, mặc dù kháng sinh rất là tốt nhưng chỉ tốt với vi khuẩn điển hình thôi, còn không điển hình thì không có hiệu quả. Cái cơ chế kháng thứ hai là do chúng ta lạm dụng kháng sinh, đó là kháng do đột biến. Chúng ta biết là trên macrolide có những cái tác động đến các thụ thể 50S của ribosome để ức chế vi khuẩn sinh ức protein để nó lân lên, để nó phát triển. Và quá trình đột biến này ở cái vị trí nuclei trong cái vòng peptidin transferase này ở vùng 5 của RN23S làm macrolide không liên kết được với cái phân tử ARN này và dẫn đến tình trạng là gì ạ? Không ức chế được quá trình sinh tổ protein, hay nói tóm lại là gây kháng kháng sinh. Chúng ta sẽ nhìn cái sơ đồ của các ribosome như thế này. Chúng ta cũng biết là các cái vị trí đột biến chúng ta hay gặp nhất là vị trí gì ạ? S2063, 2064 ở vùng cái V của cái vị trí 23 của RRN trình tự. Chúng ta biết là cái đột biến hay gặp nhất chính là A2063G là phổ biến nhất, và sau đó là A2064G. Ngoài ra chúng ta có thể những vị trí đột biến khác, ví dụ như là 2067 hoặc là C2617. Những vị trí này cũng liên quan kháng macrolide nhưng mà tình trạng hiếm hơn. Và chính những đột biến này làm cho macrolide không gắn được vào các cái thụ thể ribosome đó và nó không ức chế được quá trình sinh tổng hợp protein và không tiêu diệt được vi khuẩn. Thế thì bây giờ để mà làm thế nào để phát hiện được các bệnh nhân kháng trẻ vi khuẩn kháng thuốc, thì người ta thấy là
người ta phải có trình tự nuôi cấy. Nhưng chúng ta biết là nuôi cấy vi khuẩn không điển hình là một quá trình rất phức tạp mà chúng ta lại cần điều trị ngay lập tức. Chúng ta cần biết là bệnh nhân này có kháng hay không kháng, thì đây là một quá trình rất kéo dài. Và gần đây đã có kỹ thuật để phát hiện sinh học phân tử, để phát hiện ra tình trạng kháng thuốc, hay là làm PCR để phát hiện các chuỗi gen ở cái vùng V này của RNA, của cái vùng 23S này có đột biến gen không. Và người ta được phát hiện cái kỹ thuật này để phát hiện Mycoplasma kháng macrolide ở giai đoạn sớm của bệnh để cho có thực hiện điều trị phù hợp. Thế thì người ta thấy là bây giờ có những cái phương pháp mà chúng ta biết là PCR để phát hiện, real time PCR để phát hiện cái nguy cơ là bệnh nhân mang gen kháng thuốc. Thì trên cái nghiên cứu trên 80 30 đứa trẻ thì người ta thấy là cái từ mà bị nhiễm Mycoplasma thì ta thấy là khoảng 37% là có cái mang gen kháng macrolide, 36% này, và như vậy nó chiếm khoảng là 263 trường hợp là bệnh mang. Như vậy tỷ lệ mang gen kháng thuốc nó chiếm khoảng, tùy theo các nghiên cứu khác nhau, nó khoảng gần 40%. Và những đứa trẻ mà được chẩn đoán là nhiễm, xác định là Mycoplasma hoặc nghi ngờ kháng thuốc thì người ta có thể dùng kháng sinh thay thế, ví dụ nhóm tetracycline, ví dụ như tetracycline hoặc doxycycline hoặc là quinolone, ví dụ như levofloxacin. Và liều doxycycline là từ 2 đến 4 mg trên cân nặng một ngày, chia 1 đến 2 lần, và tối đa là 200 mg một ngày dùng trong 10 ngày. Hoặc dùng levofloxacin đối với trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi thì có dùng liều cao hơn, 8 đến 10 mg cân nặng một lần, 2 lần một ngày, tối đa là 750 mg một ngày trong 10 ngày. Và trẻ chỉ 5 tuổi trở lên thì ta dùng 10 mg cân nặng một lần, và dùng cũng tối đa 750 mg trong 10 ngày. Và chúng ta biết là quinolone cũng là một cái hạn chế chỉ định ở trẻ nhỏ. Ở chúng ta thì sao, có thể là dưới 12 tuổi người ta cũng rất là cẩn thận xem xét nó có thể ảnh hưởng đến phát triển xương sụn. Tuy nhiên có những trường hợp chúng ta phải lựa chọn, trong trường hợp chúng ta không có kháng sinh thay thế, trong trường hợp bắt buộc phải dùng thì chúng ta vẫn phải dùng, nhưng chúng ta vẫn ưu tiên đầu tiên là macrolide, sau đó chúng ta chuyển sang các nhóm kháng sinh khác. Thế thì ở trên một nghiên cứu vi khuẩn không điển hình, người ta thấy này, ba nhóm hay thường nhất là macrolide do cơ chế tác động là tetracycline, là fluoquinolone được sử dụng trong điều trị viêm phổi không điển hình. Thì cái ưu điểm của từng nhóm là như thế nào? Thứ nhất, có thể là macrolide là nhóm được sử dụng đầu tay vì nồng độ ức chế tối thiểu nó thấp, tính an toàn cao. Và người ta đã thấy là có những báo cáo về cái tỷ lệ mang gen đột biến. Tuy nhiên, người ta thấy là mặc dù có tỷ lệ rất cao bệnh nhân mang gen đột biến, nhưng bệnh nhân dùng macrolide vẫn đáp ứng. Như vậy nó có nhiều cơ chế khác nhau của macrolide tác động lên vi khuẩn không điển hình. Vậy chúng ta vẫn lựa chọn đầu tay vẫn là macrolide, chứ không phải lựa đặt đầu tay là fluoquinolone, bởi vì chúng ta biết là thuốc có thể gây một số tác dụng phụ ở trẻ nhỏ. Trên đầu tay dùng macrolide và sau 72 giờ không có hiệu quả thì chúng ta mới chuyển sang các nhóm khác, ví dụ như là tetracycline hoặc là nhóm fluoquinolone. Và người ta thấy là vi khuẩn mà Mycoplasma kháng macrolide thì ít dẫn đến các đáp ứng trên lâm sàng. Cho nên thực tế trên bệnh viện thì lựa chọn đầu tay vẫn là nhóm macrolide. Thế thì ở Nhật Bản người ta thấy là sau khi mà tình trạng người ta phát hiện ra cái gen rất nhiều thì một số trường hợp đã chủ động dùng fluoquinolone sớm, tức là bệnh nhân vào một cái là dùng quinolone ngay. Và chính vì dùng nhiều như thế cho nên người ta thấy là nếu năm 2010 người ta thấy là có 4% sử dụng thôi, thì đến năm 2014 là 22,6% sử dụng. Và sau đó tỷ lệ dùng macrolide thì giảm từ 62,8% năm 2010 xuống 50% năm 2014. Tuy nhiên là khi mà người ta dùng giảm thì cái tỷ lệ mang gen kháng macrolide của Mycoplasma giảm xuống. Nhưng mà song hành với chuyện đó thì lại bệnh nhân bắt đầu xuất hiện Mycoplasma kháng fluoroquinolone. Mặc dù là đột biến đơn biển thôi, nhưng chúng ta dùng ồ ạt, chúng ta dùng không thận trọng thì dẫn tới chúng ta lại kháng thuốc tiếp và chúng ta không có gì lựa chọn ở trẻ em. Cho nên chúng ta vẫn cứ từ tốn từng bước một, đầu tiên là macrolide, rồi sau đó chúng ta mới nhóm kháng sinh tiếp theo phù hợp. Thì chúng ta biết là macrolide mà kháng fluoquinolone thì liên quan đến các đột biến điểm. Và người ta thấy là macrolide mà trong Legionella hoặc Chlamydia thì nó hiếm khi mà gây đột biến. Và người ta thấy là lại có bản báo cáo về điều trị Legionella pneumonia ở nhóm dùng fluconazole. Bởi vì sao? Bởi vì nhiễm Legionella pneumonia là một cái tổn thương rất nặng ở cái bệnh viện, vi khuẩn bệnh viện, cho nên là người ta dùng ngay từ đầu quinolone, và chính vì thế mà tỷ lệ kháng quinolone kháng nhóm Legionella lại cao hơn nhóm dùng Mycoplasma. Thế thì đấy là khái niệm về kháng thuốc. Khái niệm thứ hai là về kháng trị, nghĩa là
Không phải là bệnh nhân có mang gen đột biến không gen đột biến, chúng ta điều trị rồi, nhưng bệnh nhân tất cả các thuốc kể cả kinolon bệnh nhân vẫn sốt, vẫn có các triệu chứng ngoài phổi, triệu chứng tại phổi, thậm chí toàn thân nặng, thậm chí tử vong. Vậy thì khái niệm thế nào là Mycoplasma pneumoniae kháng trị? Viêm phổi do Mycoplasma kháng trị được định nghĩa là sau khi điều trị phù hợp các kháng sinh 7 ngày, bệnh nhân vẫn sốt dai dẳng, lâm sàng không cải thiện. Sau khi mình đã loại trừ nguyên nhân viêm phổi do vi khuẩn hoặc các nguyên nhân nhiễm trùng khác, tôi nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải loại trừ những các nguyên nhiễm trùng khác, là bởi vì là đôi khi những khuẩn bệnh viện nó thối hợp với vi khuẩn khác, chúng ta cứ nghĩ nó kháng trị nhưng thực chất nó là những khuẩn bệnh viện khác. Và ta thấy là cái bệnh nhân mà Mycoplasma pneumoniae kháng trị thì có thời gian sốt, thời gian nằm viện lâu hơn, tỷ lệ biến chứng ngoài phổi cao hơn như tôi trình bày, có Steven Johnson, có Guillain-Barré, có tổn thương viêm não và mà các biến chứng ngoài phổi thì cao hơn những bệnh nhân không kháng trị. Thì ta thấy là các chủng mà Mycoplasma kháng Macrolide thì thường người ta nghĩ rằng là kháng thuốc liên quan đến kháng trị nhưng nó không song hành với nhau. Các chủng kháng Macrolide có thể không hề liên quan đến kháng trị, vì các nghiên cứu chỉ ra rằng là cái tỷ lệ kháng Macrolide ở nhóm Mycoplasma kháng trị thì cũng tương tự với cái tỷ lệ mà kháng Macrolide trong cái Mycoplasma nói chung. Như vậy kháng trị, bệnh nhân có mang gen kháng Macrolide có thể gây kháng trị cũng có thể không gây kháng trị, chứ không có mặc định là đã Mycoplasma kháng Macrolide là Mycoplasma kháng trị. Và không mối liên quan giữa viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae và kháng trị và cái sự gia tăng các chủng Mycoplasma kháng thuốc thì cần được nghiên cứu thêm nhiều, đặc biệt là thời gian gần đây khi tỷ lệ viêm phổi rất là nhiều. Nếu giai đoạn đầu nó đáp ứng rất là tốt với Mycoplasma nhưng giai đoạn sau trẻ lớn bị nhiều bệnh nặng hơn, nó rải rác hơn thì chúng ta cần phải nghiên cứu thêm liệu phải đơn thuần là kháng trị hay đơn thuần là tình trạng kháng Macrolide hay không, hay là còn những biến chứng nào khác dai dẳng làm cho tình hình điều trị càng ngày càng phức tạp. Bởi vì người ta thấy rằng là kể cả mang gen kháng Macrolide bệnh nhân vẫn đáp ứng với nhóm Macrolide. Thế thì người ta thấy là vậy thì cơ chế làm sao lại gây kháng trị? Bình thường thì chúng ta thấy là cái khi mà kháng sinh đi vào cơ thể nó sẽ tiêu diệt vi khuẩn, và cái quá trình sao ạ? Tiêu diệt vi khuẩn đấy, bản thân cái Mycoplasma khi vào cơ thể sẽ được hoạt hóa, đã được gọi là gì, được bắt bởi đại thực bào, và cái quá trình nó là quá trình viêm. Và chúng ta biết là đặc điểm quá trình viêm ồ ạt là gì ạ, là giải phóng ra nhiều các cytokine và các chemokine gây viêm. Và đặc biệt là chúng ta thấy là những cái bão cytokine hay là những cái interleukin như 18 hay là 8 hay là 4 đều gây phản ứng viêm và gây phản ứng rất rầm rộ. Cho nên ta thấy là tất cả các nghiên cứu về viêm phổi đều nói rằng là khi nồng độ interleukin 8 cao là một yếu tố tiên lượng tử vong của bệnh nhân viêm phổi. Và chúng thấy là khi một cái đáp ứng miễn dịch quá mức, khi mà đại thực bào bắt được rất nhiều cái Mycoplasma, giải phóng rất nhiều các cytokine và chemokine đó, thì gây hậu quả là gì ạ? Giải phóng quá mức mà nó tiêu diệt không những vi khuẩn gây bệnh mà cả tổ chức lành, giải xuất rất nhiều cytokine và hậu quả là gây viêm phổi nặng. Và tổn thương phổi mà liên quan đến Mycoplasma kháng trị hoặc là nghiêm trọng xảy ra là do phản ứng miễn dịch quá mức với vật chủ, chứ không phải là do vi khuẩn phá hủy gây tổn thương các tổ chức và nó gây những bệnh cảnh như bệnh cảnh tự miễn. Thế thì vì là bệnh cảnh kháng trị toàn miễn toàn thân cho nên các đáp ứng ở đây nó không phải đơn thuần là bạch cầu có tăng hay không, CRP tăng hay không, mà câu chuyện đấy đáp ứng viêm toàn thân nó đóng vai trò của LDH là lactate dehydrogenase, là một cái dấu sinh học ta nói trong cái Mycoplasma kháng trị. Ta nói rằng là nồng độ LDH cao có giá trị dự báo Mycoplasma kháng trị và có chỉ định điều trị sớm và điều trị liều cao mạnh. Mà đặc biệt đấy nói đến vai trò của điều hòa miễn dịch chứ không phải vấn đề kháng sinh nữa. Ta thấy là như tôi đã nói lúc nãy là interleukin 8 là một yếu tố liên quan đến mức nặng của viêm phổi. Không những là do Mycoplasma mà tất cả những viêm phổi thông thường mà có interleukin 8 cao đều là yếu tố tiên lượng nặng của viêm phổi. Rồi gì nữa? LDH, ferritin huyết thanh trong dạng cấp tính thì cũng tăng, thì cũng có song hành mức độ nặng của viêm phổi do Mycoplasma. Rồi khi mà đã viêm phổi, rõ ràng thấy là Mycoplasma là vi khuẩn không sinh mủ. Tuy nhiên những tổn thương nó gây gì ạ? Tổn thương từng đông đặc tập trung thành từng đám, từng thùy, viêm phổi nặng. Rồi gây những hậu quả như tràn dịch màng phổi, rồi là những sốt kéo dài, rồi bất kể người ta nói rằng bất kể có chủng kháng Macrolide hay không, như vậy chúng ta cũng không quá quan tâm đến cái chủng của kháng hay không, nó có liên quan đến gì ạ?
loại chủng này, nhóm tuổi này, cách đáp ứng điều trị của mình và cách sử dụng kháng sinh, đôi lúc là gì ạ? Cái đáp ứng quá mẫn cảm đứa trẻ nào đấy thì nó lại gây ra một tình trạng kháng trị do gì ạ? Do quá nhiều cytokine đã bài tiết ra và những cái bão cytokine, chứ không chỉ đơn thuần là phụ thuộc vào cái nhóm đấy có kháng macrolide hay không. À thì chúng ta tự nghiên cứu, chúng ta thấy là các nghiên cứu trên thế giới, à, người ta đã nói rất nhiều, đặc biệt là Nhật, là về dạng những cái yếu tố tiên lượng. Ví dụ nó nói là các cái ferritin hoặc lactate dehydrogenase thì là một yếu tố mà ta tiên lượng trong trường hợp đấy là tăng quá trình viêm. Người ta nói là vai trò của steroid, tức là steroid therapy, tức là nó dùng vai trò ở đây là điều hòa miễn dịch hay vai trò của corticoid. Người ta thấy là năm 2015, Kuon Kawamata của Nhật có thể trình bày rằng là gì ạ? À, trong giai đoạn cấp tính đối với những cái mycoplasma nặng kháng trị thì nồng độ interleukin 18, LDH, ferritin tức là marker viêm tăng cấp tính và có liên quan dương tính và đồng hành cùng với mức độ nặng của viêm phổi do mycoplasma. Rồi gì nữa, tôi thấy là những cái thông thường chúng ta nhận bạch cầu này, CRP này, men gan này không tương quan độ nặng của viêm phổi do mycoplasma. Vậy những trường hợp nặng chúng ta cần phải để ý những cái như là vector viêm, ví dụ như LDH, ví dụ như interleukin, ví dụ như ferritin để tiên lượng độ nặng và chúng ta có chỉ định dùng các thuốc điều hòa miễn dịch sớm. Thế trong trường hợp mà viêm phổi do mycoplasma mà có kháng mà lại mang gen kháng trị, mang gen kháng macrolide thì người ta cần phải, người ta thấy rằng là người ta có thể dùng corticoid mà không cần đổi kháng sinh. Ta chúng ta thấy là mặc dù kháng macrolide thật nhưng ta vẫn có thể dùng được, mà ta cần dùng corticoid để điều hòa miễn dịch. Và tình trạng đáp ứng viêm gây ra viêm phổi nặng thì nguy cơ lên kịch thì nó lại không liên quan đến tình trạng mang gen đột biến. Và lựa chọn trong trường hợp này là dùng thuốc điều hòa miễn dịch như là corticosteroid đường toàn thân hoặc là IVIG tức là immunoglobulin đường tĩnh mạch. Thế thì đầu tiên là corticoid đường toàn thân. Thì như chúng ta biết, nó là một cái thuốc rất là đa dạng, bệnh nào cũng thể dùng được với cái vai trò là điều hòa miễn dịch, tức là làm cho điều trị hiệu quả những bệnh nhân mycoplasma kháng trị. Thì người ta khuyến cáo là gì ạ? Methylprednisolone liều cao thì được an toàn và hiệu quả hơn so với liều thấp. Tuy nhiên là hiện giờ cái khuyến cáo cụ thể rất liều nào thì không rõ lắm. Cái báo cáo của SAHI năm 2021 là mới đây thôi. Người ta ông khuyến cáo là gì ạ? Dùng methylprednisolone liều 1 mg gram cân nặng, một liều 3 lần một ngày trong 3 ngày thì giúp trẻ hồi phục nhanh chóng và ít tác dụng phụ. Đấy là khuyến cáo và không cần cần đổi kháng sinh. Và người ta thấy là người ta dùng corticoid chỉ khi viêm phổi do mycoplasma nặng hoặc có biểu hiện ngoài phổi như các dấu ấn thần kinh, như hội chứng Stevens Johnson, như thiểu máu huyết tán. Và người ta thấy là sau khi dùng corticoid thì triệu chứng sốt, lâm sàng cải thiện sau 24 giờ, các tổn thương phổi cũng cải thiện theo thời gian. Và tuy nhiên là cái thời điểm nào để chọn điều trị corticoid, đấy là một vấn đề đang cần phải tranh cãi, bởi vì người ta nói là thời điểm nặng, nhưng thời điểm nào bắt đầu nặng? À, nếu chúng ta nói là kháng thuốc là sau 72 giờ, thế thì những trường hợp mà nặng chúng ta tiên lượng bệnh nhân mệt, không ăn kém, tình trạng toàn thân xấu đi thì chúng ta có thể khuyến cáo dùng sớm corticoid có thể trong 3 ngày, sau 3 ngày đầu. Và nghiên cứu mù đô chỉ ra rằng sử dụng sớm corticosteroid làm giảm nguy cơ thất bại và không làm tăng biến chứng. Vì chúng ta quan niệm này, cứ nhiễm trùng dùng corticoid thì sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng lên. Nhưng trong viêm phổi nặng do mycoplasma thì đây là vai trò điều hòa miễn dịch. Thứ hai, chúng ta dùng ngắn và vẫn phối hợp với kháng sinh, nó sẽ giảm các nguy cơ bệnh nhân bị nặng. Chúng ta cũng nhớ là trong dịch COVID, những cái bão cytokine chúng ta phải dùng corticoid liều cao, IVIG phối hợp kháng sinh liều cao. Và chúng ta thấy là các cytokine tiềm viêm như interleukin 6, 8 được sản xuất ra trong viêm phổi nặng làm tăng nguy cơ tử vong. Và khi các corticoid phối hợp kháng sinh phổ rộng sẽ làm giảm độ cytokine và làm giảm sự nhân lên của các vi khuẩn. Và như vậy nó sẽ là điều hòa viêm và nó làm cho bệnh nhân giảm quá trình thất bại trong điều trị ở những cái mycoplasma kháng trị. Thế thì tôi thấy là Lanreotide thì đáp ứng tốt với nhóm cụ thể azithromycin, clarithromycin và fluoroquinolone. Trẻ viêm phổi nặng có suy giảm miễn dịch thì cần phối hợp dùng đường toàn thân, có thể dùng đường uống nếu trẻ thở nhẹ, thì nặng thì dùng đường tiêm tĩnh mạch. Và thời gian thì tùy mức độ mạnh nặng của bệnh. Ví dụ như azithromycin người ta dùng thì 5 ngày, clarithromycin 10 14 ngày, quinolone cũng từ 10 14 ngày. Và corticoid, tuy nhiên chúng ta biết rằng là nhóm viêm phổi bệnh viện mà do Legionella pneumophila thì đó là viêm phổi nặng và nhiễm khuẩn bệnh viện thì dùng corticoid ở nhóm này người ta thấy lại có thể làm tăng nguy cơ tử vong ở nhóm này, nhưng nhóm mycoplasma thì nó làm giảm nguy cơ tử vong.
Và một cái điều trị nữa, người ta nói đến vai trò của IVIG. À, bên cạnh corticoid thì IVIG là một cái chất nó điều hòa miễn dịch nói chung tất cả các bệnh nhiễm trùng, các điều hòa các tình trạng dị ứng, các tình trạng tổn thương sốc nhiễm khuẩn, người ta thể dùng IVIG. Và cái liều đây người ta dùng cũng không cao, liều là 400 mg khi ăn một ngày trong 3 ngày thì cũng có hiệu quả điều trị trong mycoplasma kháng trị. Và sau đây tôi sẽ tóm tắt cái sơ đồ điều trị viêm phổi do mycoplasma tôi theo từng bước như sau. Đầu tiên trên lâm sàng ta nghi ngờ, chúng ta hoàn toàn là chọn mắng mycoplasma, kể cả chúng ta không lo gì cả, bởi vì kể cả viêm điển hình hay không điển hình chúng ta đều hoàn toàn là chọn nhóm mycoplasma được, đúng không ạ? Thì khi mà bệnh nhân lại có IgM mà dương tính này, ta thấy là từ hoặc là chuyển từ âm tính sang dương tính, hoặc là nồng độ ta gấp 2 lần của IgM hoặc gấp 6 lần của IgG trong vòng 2 tuần, hoặc là có kết quả PCR dương tính, thì ta khẳng định là viêm phổi do mycoplasma. Thì người ta cho lựa chọn là gì? Macrolide là first line đây ạ. Azithromycin 10 mg kem nặng một ngày đừng uống trong 3 đến ngày, hoặc là clarithromycin 10 đến 15 mg kem nặng một ngày uống 2 lần một ngày trong 10 ngày, hoặc là erythromycin 25 đến 50 mg kem nặng một ngày 4 đến 6 lần một ngày trong 14 ngày. Nếu triệu chứng vẫn dai dẳng, vẫn sốt dai dẳng, triệu chứng lâm sàng xấu đi sau 72 giờ, người ta cho rằng là viêm phổi có mycoplasma kháng macrolide, thì nếu chúng ta đã loại trừ những nhiễm trùng thì chúng ta có thể xem xét dùng doxycycline trẻ trên 6 tuổi, trên 8 tuổi dùng 2 mg kem nặng dùng 2 lần một ngày trong 10 ngày, hoặc là ciprofloxacin 10 mg kem nặng 2 lần một ngày trong 7 đến 14 ngày. Nếu triệu chứng là sốt dai dẳng, lâm sàng xấu đi và đã dùng kháng sinh phù hợp trong 7 ngày, ví dụ như dùng azithromycin thì 3 ngày, doxycycline 4 ngày chẳng hạn, đã dùng 7 ngày rồi, thì ở đây người ta sẽ khuyến cáo là gì ạ? Loại trừ những nguyên nhân nhiễm trùng do các nguyên nhân khác, chúng ta cũng được xem xét nếu như nồng độ LDH tăng cao thì chúng, hoặc là người ta gọi là mycoplasma mà viêm phổi do mycoplasma thể kháng trị, thì ta khuyến cáo dùng methylprednisolone liều 1 mg trên cân nặng và dùng 3 3 lần một ngày trong 3 ngày. Và nếu bệnh nhân vẫn sốt dai dẳng, vẫn không cải thiện sau 72 giờ dùng corticoid, thì người ta khuyến cáo là gì ạ? Vẫn phải loại trừ các bệnh nhân nhiễm trùng lồng nhiễm, thì xem xét là bệnh nhân này mycoplasma kháng corticoid và có thể là tăng liều methylprednisolone hoặc là dùng IVIG liều 400 mg kem nặng trong 3 ngày. Đây là tóm tắt sơ đồ đưa năm 2021 ghi vào slide năm 2021. Chúng ta để sơ đồ tôi thấy là rất dễ ứng dụng, chúng ta dùng từng bước theo hướng khuyến cáo sử dụng như thế này. Và đây là cái bảng sơ đồ các cái thuốc mà dùng mycoplasma, nó rất là cụ thể, nó không quá nhiều nhóm. Chúng ta có cái nhóm mà 4 1 2 3 4 thuốc đầu tiên là nhóm macrolide là erythromycin, clarithromycin, azithromycin, rosythromycin. Nhóm thứ hai là chúng ta có cái nhóm mà tetracycline, doxycycline, minoxidil. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì minoxidil không được nói nhiều. Cái thứ ba là nhóm quinolone như levofloxacin hoặc tosufloxacin. Chúng ta khuyến cáo theo liều đây, số lần dùng trong ngày. Và chúng ta biết là trong cái nhóm này chúng ta sẽ thấy là thuốc thì chủ yếu được cả đứng uống cả đứng tiêm, thì chúng ta thấy nhóm dùng ngắn ngày nhất chính là azithromycin dùng có 3 ngày và dùng có một lần một ngày, các thuốc khác thì dùng từ 2 đến 4 lần và thời gian dùng thì kéo dài hơn. Như vậy tùy từng cá thể, từng lúc nặng nhẹ chúng ta sẽ lựa chọn thuốc nào phù hợp cho từng bệnh nhân. Và tóm lại chúng ta thấy là viêm phổi do vi khuẩn điển hình là nhóm nhân hiện giờ đang thường gặp nhất, và chúng ta phải để ý bên cạnh điển hình thì không điển hình chúng ta cực kỳ lưu ý, và macrolide là lựa chọn đầu tay. Tuy nhiên là do chúng ta sử dụng quá nhiều không đúng chỉ định, ví dụ viêm tai, viêm mũi họng, tất cả chúng ta đều sử dụng đầu tay thì tỷ lệ kháng lại khá cao, và chúng ta có lựa chọn thay thế đó là nhóm quinolone và nhóm tetracycline, nhưng thận trọng ở trẻ nhỏ và chỉ khuyến cáo là nên dùng ở trẻ lớn trên 8 tuổi để tránh những tác dụng phụ không mong muốn. Còn trường hợp bắt buộc bác sĩ chúng ta vẫn phải dùng. Và nếu bệnh nhân không đáp ứng kháng trị thì chúng ta có thể dùng các thuốc điều hòa miễn dịch như là corticosteroid hay là IVIG khi viêm phổi nặng có biểu hiện ngoài phổi và không đáp ứng kháng sinh, và chúng ta cần xem xét sử dụng sớm để tránh những tác dụng không mong muốn. Và trong 30 phút là phần trình bày của tôi rất tóm tắt đây. Rất mong là các bạn sẽ đóng góp và chúng ta sẽ chia đầu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm điều trị trên lâm sàng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe.